Cháo ếch Mr. Nghiêm quận 7. Hôm nay là một chiếc quán cháo ếch rất nổi tiếng theo nhiều comment yêu cầu của các bạn. Tôi thấy là kênh của tôi rất có duyên với các món cháo ếch luôn. Mr. Nghiêm này thì quá đổi gần gũi với nhiều bạn, vì hồi trước ở quận 4 tôi cũng có mấy lần qua đây ăn. Thời điểm tôi quay video là hôm mùng 1 tháng 1 lần, nhưng mà ngâm video lâu quá bây giờ mới edit. Hồi trước thì quán đã đông mà chỉ bán vỉa hè. Bây giờ Mr. Nghiêm làm hoành tráng hơn. Với lượng khách đông như vậy thì chắc chắn là sẽ hợp khẩu vị của số đông mà nhiều người thích. Điểm đặc biệt của họ là có ếch sống tại chỗ bán luôn, và thối đựng ếch cũng to hơn chỗ khác nhưng mà sẽ mau nguội hơn. Cá nhân mình thì thấy cháo ếch ở đây cũng rất là ok la, nhưng mà không hợp ngon với mình bằng cháo ếch ở quận 4 và Tân Định. Bồ mình thì không thích luôn, vì bạn ấy kêu có cái cảm giác gì đó quen thuộc giống kiểu như là bò kho. Còn mình thì cảm nhận được cái vị gì đó quen quen lắm, nhưng mà cũng không biết là giống vị gì. Riêng con em họ mình thì lại rất thích ăn ở cái quán này. Chung quy lại, với lượng khách đông như vậy thì nếu bạn cũng thích ăn ếch, biết đâu bạn sẽ hợp với số đông. Cứ thử ăn nhé. À còn thêm cái chuyện cảm nhận cháo ếch á, lúc mình quay ở chợ Tân Định thì mấy bạn hỏi mình nhận được bao nhiêu tiền. Cái quán đó họ nổi tiếng xưa giờ luôn á, vẫn luôn đông khách. Mình ăn N lần rồi mà họ cũng chẳng nhớ được cái mặt của mình là ai. Chưa bao giờ họ tặng cho mình cái khăn lạnh nữa ấy là. Rồi ăn ở anh Huy bên chợ Đa Ca theo lời của mấy bạn thì thấy cũng ngon, nhưng mà không thích bằng bên Tân Định. Thì cũng có bạn bình luận là nhận tiền của Tân Định rồi không dám khen anh Huy, mà trong khi mình vẫn khen quán anh Huy ngon, chỉ là không mặn nên mình không thích bằng Tân Định thôi. Ủa thôi thì mấy bạn nghĩ sao là quyền của mấy bạn nha, nhưng mà anh Huy hay Tân Định á thì chẳng ai biết mình là ai cả. Chỉ có quán cháo ếch Thành Đạt ở quận 4 là từ một cái quán ít người biết mà nhờ clip của mình á anh chị bán đắt hơn hẳn, nên anh chị rất là cảm ơn mình và luôn tặng cho mình chỉ rau mỗi khi mình ăn. Mà cũng nhờ mấy bạn comment nhiệt tình vậy thì video mình mới lên đề xuất được, chứ dạo này mình cũng flop quá nè. Cảm ơn các bạn đã xem, mình là những thích ăn người chia sẻ với mang và trải nghiệm.